Xin chào tất cả bạn nhé. Hiện tại thì Kiên Vi đang có mặt ở trên một cây na. Như các bạn đã biết thì na chín rất là nhiều. Đây là cây na và quả na của nó thì hạt rất là nhiều mắt. Và dường như quả này là đã chín rồi. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây đã có một cái quả na nó bị hỏng này. Đấy, sâu này. Do là chim nó ăn. Đấy, cũng như là nó bị những cái con chim khác nó ăn thì cái quả nó sẽ bị sâu như thế này. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Quả nó bị sâu rồi, nó bị rụng rồi, nó bị chim ăn mất. Mọi người có thể nhìn thấy đây. Qua những kẽ lá thì mọi người có thể là quan sát được có những quả nó bị sâu cũng như là bị chim ăn. Đây các bạn có nhìn thấy không? Cây na rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều quả luôn. Cây này thì nó chỉ cao bằng người mình thôi. Đây các bạn đã nhìn thấy đây. Đấy, cây này. Đây các bạn nhìn thấy này. Một giỏ na luôn, các bạn nhìn thấy quả. Quả này dường như là đã chín, đã nứt ra rồi này. Đấy. Rất là nhiều luôn. Đấy, quả này nữa. Bạn đã nhìn thấy chưa? Do có những cái cảnh quay ở trên cây ấy, mình sợ ngã cho nên là mình sẽ xuống đất là mình đã hái được xong một rổ na rồi. Đấy. Đây thì mình đã hái xong quả na rồi và mọi người sẽ nhìn là cái mắt nó rất là to nhá. Và dường như quả này đã chín rồi này thì mình sẽ bỏ cái mắt nó đi. Bóc vỏ và sau đó sẽ thưởng thức. Mình mời mọi người nhé. Phải nói là nó rất là ngon và ngọt. Ở cái cây mà nó tự nhiên do nhà mình trồng nhưng mà nó không có phun thuốc thì mọi người có thể thấy nó rất là nhiều hạt. Và ăn những cái na dai nó rất là to. Đấy, rất là ngon luôn. Ở đây thì là cây cóc, như mọi người đã nhìn thấy thì rất là rậm luôn. Ở khu vực này rậm này, rậm rạp và có thể là còn có ong nữa. Thì mọi người hãy xem, đây là cây cóc nhá. Mọi người có thể nhìn thấy quả của nó này. Quả của nó sẽ là vàng nhưng mà ăn vào vẫn chua mọi người ạ. Vàng, quả vàng. Đấy, cây này là cây cóc và dường như là nó quả có quả quanh năm. Ở đây thì nó có hoa nữa mọi người nhé. Trong khi ra hoa thì nó vẫn có quả nhỏ này. Những cái quả mà vàng vàng như thế thì có thể là ăn được rồi. Và đây mọi người thấy ở đây còn có cả cái chùm rất là to luôn đây. Nó ở trong kẽ lá. Và bên này nữa. Đó, bên này này, đây là nhiều quả này. Hẳn một chùm luôn, chùm cóc luôn. Đấy. Wow, bên này còn nhiều hơn nữa đây này, nhìn thấy chưa mọi người, nhìn thấy chưa? Đấy, quả sai chịu luôn. Đấy, sau khi mình đã vặt được hai trái cóc, một trái là nó rất là vàng vàng và một trái thì sẽ là màu xanh. Thì mình đã chuẩn bị một ít bột canh rồi, bây giờ mình thử chấm xem ăn xem nó như nào, mời mọi người nhá. Ăn tại cây dường như là bên trong nó rất là thơm cái mùi nhựa. Và nó rất là chua. Tuy quả vàng thôi, bên trong chua lắm. Cho nên mình chỉ có hai trái thôi. Đấy. Ăn bởi vì là chua hơn những cái loại trái khác nhau mà. Trái này thì ở trong mùa ấy thì mùa nào hầu như đều có, như mọi người nhìn thấy ở cái đoạn clip trước. Đó. Chua kinh khủng luôn. Tranh thủ là ăn hai trái thôi. Không ăn nhiều bởi vì mình không thích ăn đồ chua nhiều. Bạn ơi, các bạn có nhìn thấy quả gì nữa không? Đây là quả cam nhé. Rất nhiều cam luôn. Và hiện tại thì ở xung quanh mình, nói chung là những cái chùm này xa chịu. Nhưng mà hiện tại thì mùa này chưa ăn được. Mọi người có thể nhìn thấy là rất nhiều cam luôn và có những cái quả mà nó đã rụng rồi. Có quả vàng mà nó đã rụng rồi, thực ra chưa ăn được đâu. Nhìn thấy, mọi người có thể nhìn thấy quả nó có màu xanh và nó rất là nhiều cái chùm mà chùm quả riêng rẽ thôi. Nó ở riêng rẽ từ quả một và mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh hơn nhé. Đây mọi người có thể cho mọi người tham quan luôn. Đó. Đây là cây cam này. Có rất là nhiều quả trái luôn và hiện tại thì nhà mình chỉ có vài cây như này thôi, gọi là dòng để ăn thôi. Mọi người có thể nhìn thấy này,
rất nhiều trái cam luôn, và có những cái trái là nó đã bị sâu này. Đây mình sẽ quay sang đây cho mọi người xem. Đây là trái nó đã bị sâu rồi, do cái cành này là nó bị những con ong nó làm nhựa, và cái trái này hầu như là nó đã sắp chết rồi. Thì cái cành mà nó bị hỏng ấy thì đây, mọi người có thể nhìn thấy nó hơi sâu sâu và nó ra cái nhựa vàng. Cái nhựa vàng này. Đó, cái nhựa vàng này thì nó sẽ, con sâu này nó sẽ hút hết cái nhựa đấy rồi và không còn chất dinh dưỡng ra cái cành này nữa. Và cái cành này trở nên khô. Và khi đó cái quả nó không được tiếp dinh dưỡng, cho nên là cái quả nó sẽ vàng và nó sẽ chết cái cành này. Đây thì mọi người, ở đây thì mọi người có thể thấy là hoa trái sum suê luôn. Rất là đông luôn, dường như chĩu cây luôn, nếu mà mọi người nhìn từ dưới lên trên có thể chĩu cây luôn đây. Đây mình quay cho mọi người xem đây. Ví dụ một cành này thì nó cũng có rất nhiều quả luôn, mọi người có thể thấy 2 này, 4 này, 6, 7 trái luôn. Ở đây nếu mà ví dụ không được bảo vệ, ví dụ như là túi bóng này, cũng như là có cái biện pháp như là mình có thêm cái cây nữa để nẹp nó lên, khi mà quả nó to rồi nó rất là dễ rụng, cũng như là cành nó rất là dễ gãy, nó vít xuống như thế này mọi người có thể thấy là nó cong luôn. Đây, như cái cành mà 7 quả này thì nó cong vít xuống luôn. Ở bên này thì cũng cây này cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng có quả mọi người nhé. Cây này cũng rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cây này dường như mình thấy là thiếu chất dinh dưỡng thì phải. Quả nó bị rám nắng thì nó hơi vàng một tí. Cũng như là cái lá nó bị sâu thì cái khả năng hấp thu quang hợp cũng kém. Ở đây mình sẽ thấy là cái lá nó bị vàng này, cũng như là có sâu, có tổ kiến bên trong thì cái lá nó vàng gươm lên này. Và có lẽ là bên dưới thì nó có cái bệnh này giống như cái bệnh này giống như bệnh nấm ấy, nấm ở trên cây, thì nó làm cho cái lá quang hợp nó kém. Và khi đó thì cái chất dinh dưỡng và hấp thụ và chuyển hóa trong cây thì nó kém nữa, cho nên là cái những cái quả cam như thế này thì nó sẽ bị hơi vàng vàng, cũng như là chất dinh dưỡng nó kém hơn, quả nó nhỏ hơn một chút đối với những cái cành khác như các bạn đã xem. Mọi người có thể nhìn thấy đây là cây bưởi, nói chung cây bưởi rừng, bưởi dại, có rất nhiều quả trên cao và cái cành, cái cây, cái gốc nó phải nói là rất là to luôn. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là vỏ nó sần sùi và nó đã bị cắt đi mấy cành rồi để cho nó đỡ hỏng cây vải. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy là cây nó rất là cao luôn và quả nó dường như là nó rụng lăn lông lốc hết rồi. Thì đây là những cái quả mà nó bị lăn lông lốc này đó. Cái quả này thì nói chung là vứt đi thôi, cũng không ai ăn, không ai mua gì cả. Đấy, dường như là nó bị rụng hết rồi. Nếu các bạn nào muốn ăn cũng như muốn mua thì có lẽ là rất rẻ thôi, mỗi quả này chỉ mấy nghìn đồng thôi, mình nghĩ là vậy. Dường như là nó bị rụng hết rồi, mà mình ăn nó cũng cảm giác như không có thể ăn được. Đây thì, như những trái này thì dường như là sẽ mùa này nó chưa thành ăn, cho nên hơi sẽ ít người mua, và dường như nó bị rụng hết. Các bạn nếu mà muốn mua ấy, thì cũng liên hệ với mình qua số điện thoại ở bên dưới màn hình, cũng như là được mua với cái giá rẻ nhất. Mỗi quả này chỉ khoảng 3-4 nghìn thôi mọi người nhá. Thì đây là ba con chó nhà mình, mọi người nhìn thấy là có hai con chó này rất là dễ gần, như con chó vàng này khó gần lắm. Nó sợ người, nó không dám vào gần. Đây chỉ có con chó này thôi, là chó mẹ. Hai con kia là hai con chó con. Con này nó ngoan. Lâu rồi mình không về nhà nhưng mà nó vẫn không ấy sủa mình, tức là nó vẫn rất là gần đó, nhìn này. Đấy, nó không sủa, con chó vàng thôi. Chó vàng rất là sợ, con đấy không bao giờ cho sợ luôn. Con chó mẹ này lúc nào cũng dễ gần đấy. Đó, tự động chui vào luôn nhé, tự động chui vào, chui vào người luôn nhé. Đâu bắt tay nào, đâu bắt tay nào. Im. Con này nữa nào, đưa tay lên chào, chào đây. Đây là cái clip đầu tiên của mình và mình muốn đưa đến cho mọi người, đó là hoa quả ở quê mình.
thì mong là mọi người, đây là cái vlog, đây là cái clip đầu tiên của mình, cho nên là rất mong mọi người sẽ đăng ký kênh cũng như chia sẻ để ủng hộ mình có động lực để làm những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.